Nó à, chết. Ngược lên. Chết tao không chết đâu. Tao nói tao đang ỉ là đang ỉ. Kệ, ỉ lên luôn. Không có, tao ỉ đèn hoàng. Không có gì đâu. Không có. Quậy gì mà. Không có quậy gì hết. Tao không có quậy. Tụi mày sao kiểu này không được rồi. Tụi mày phải vô lập biên bản nè quậy. Lập biên bản nè quậy. Lập biên bản nè quậy. Thay con nữa. Tao ỉ rồi hả? Còn tụi mày muốn gì muốn. Thôi đấy. Tao đang ỉ mà. Tụi mày chơi chưa ông được đâu. Con má tao chết là tụi mày rồi đấy. Chịu trách nhiệm á. Tao nhớ thằng Thưởng này nè. Thằng Thưởng này là coi như là một lần là coi chưa. Tao nói tao đang ỉ. Không có gì hết, tụi mày đừng có chơi như này. Thả cầm tao ra, tao hiểu đàng hoàng, tao không có chạy trốn đâu á. Tao đi ỉ. Tao ỉ hả? Tao ỉ vô tay. Không có. Tại vì tao bức xúc á, tụi mày mới tao mà chạy mới lạ. Tao sẽ mặc đồ đàng hoàng. Hả? Tao mặc đồ đàng hoàng. Ừ, anh mặc đồ đàng hoàng, để làm việc nha. Không, mày phải là